Hồi nãy em đặt cũng muốn như thế. Vì anh đã có một video tài liệu ngắn cho họ xem rồi, họ biết được đấy. Nhưng mà ở đây không có đồng phục của À, hiện tại là mấy bạn mới thì chưa chưa hả? à, đây đây là bạn phục, đây là Tổ tổ trưởng trưởng là mặc áo vàng, à? trong nhân là mặc áo xanh. Rồi hiện tại là tại vì mình mới vô cho nên là không có đồng phục được để Đây là người anh Tung đó hả? Đó là người con tôm đó nhỉ? Bên đây không? Con tôm. Đây con tôm hả? Con tôm này, con khoe. tôm người của Đạt. À. À. Đặt Em đặt bên kia nữa và bên kia nữa. Bên kia. Đây này. Này. Anh. Này này. Anh ngon, ăn ngon nhá. Gắng. Ngày con tôm. Bên nào nữa? Anh ăn đi, người cầm tôm nó được. Hết chưa? Đây là người ở Gia Lai không? À, Gia Lai. Bên em Gia Lai nè. Gia Lai chưa bưới Gia Lai. Son. Nhìn nhìn con này này, làng giòn hả? Anh là giòn trong. Anh móc chiều nó mấy đứa lên. Bốn đứa à? Cả cái bạn gì Facebook nó tên Vân đấy có lên không, nó kêu là ngày mùng 10 lên đây, ngày mùng 10 rồi nè. Vân á, Facebook nó là tên Vân á, đúng rồi. Chắc là chiều nay nó lên đấy. Anh cũng phải ở đây luôn, anh vài hôm anh mới về Gia Lai rồi. Ở cái gì sao nhưng mà vào đây sao để đào vào đây công ty cho quay trực tiếp nha. À, chị đó, chị đau á. Ừ, đúng rồi, có báo rồi, khi nào chị nó xuất viện rồi nó lên lại rồi có gì ăn nha. Tên gì? Cắt thử à, có đấy, chắc có hết. Rồi, anh dừng video clip tại đây nha các em. Đó, anh vậy công ty luôn.